Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Xét xử vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2, Tổng Bí thư Tô Lâm có thực hiện đúng cam kết. Công cuộc chống tham nhũng của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không đạt được kết quả như mong muốn. Nhưng việc cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm quyết định cho điều tra giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát được công luận đánh giá cao. Và đây là hình Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo giới phân tích quốc tế, đây là một vụ án tham nhũng đã gây thiệt hại lớn chưa từng thấy nếu vụ án này được điều tra sớm hơn và hoàn toàn độc lập, đồng thời làm tới nơi tới chốn, thì chắc chắn sẽ có nhiều quan chức cấp cao của đảng phải đứng trước vành móng ngựa. Vào trung tuần tháng 4 năm 2024, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên mức án tử hình đối với bà Trương Mỹ Lan trong vai trò chủ mưu. Ngay sau đó, bà Lan đã kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đồng thời khẳng định mình không chiếm đoạt tiền của ngân hàng SCB như phán quyết của tòa. Truyền thông nhà nước ngày 6 tháng 9 đồng loạt đưa tin xét xử vụ vạn thịnh phát giai đoạn 2 vào ngày 19 tháng 9. Bản tin cho biết Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định đưa vụ án Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm ra xét xử giai đoạn 2. Theo đó, bị cáo Lan tiếp tục hầu tòa với 3 cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Theo cáo trạng từ năm 2018 đến năm 2020, bà Trương Mỹ Lan đã đề ra chủ trương và chỉ đạo cấp dưới phát hành 25 mã trái phiếu khống để huy động vốn của hơn 35.800 nhà đầu tư thứ cấp, qua đó thu về tổng số tiền hàng chục ngàn tỷ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, dẫn đến mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu. Cáo trạng còn nêu, bà Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4,5 tỷ đô la Mỹ qua biên giới. Và đây là hình bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên sơ thẩm. Đây là một vụ án được công luận hết sức quan tâm. Đặc biệt dư luận muốn biết Tổng bí thư Tô Lâm có đồn đốc làm rõ trách nhiệm của sâu chúa Lê Thanh Hải, cựu lãnh đạo có mối quan hệ mật thiết với bà Trương Mỹ Lan hay không. Tuy nhiên, liên quan đến cuộc chiến trong đảng Cộng sản Việt Nam, nguồn tin từ nội bộ của thời báo chấm đề đã tiết lộ một số chủ trương mới của Tổng bí thư Tô Lâm. Theo đó, ông Tô Lâm chủ trương hạn chế bắt bớ lớn trong nước, đồng thời các quan chức cấp cao tham nhũng sẽ không xử lý hình sự chỉ bắt nộp lại tiền rồi cho nghỉ. Kể cả các trường hợp cộm cán, tham nhũng đặc biệt lớn như gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc. đều vừa kể có liên quan gì đến phản ứng bất thường của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khi mới đây đã đưa ra tuyên bố lòng dân phẫn nộ, xót xa, ai oán vì các hành vi tham nhũng hàng ngàn tỷ đồng tuồn ra nước ngoài mà không ai phải chịu trách nhiệm. Đồng thời, ông Chiến yêu cầu cuộc chiến chống tham nhũng sẽ tiếp tục diễn ra như cam kết của Tổng bí thư Tô Lâm. Và đây là hình ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo giới phân tích quốc tế, cơ quan chống tham nhũng của Việt Nam lâu nay không dám cho mở tung cái hũ mắm có tên vạn thịnh phát của bà Trùm Trương Mỹ Lan. Vì nếu bới ra, nó sẽ liên quan đến nhiều dây mơ rễ má trong hệ thống quan chức cấp cao của bộ máy chính quyền kể từ năm 1992 cho đến ngày bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố bắt giam. Vì chính quyền Việt Nam quyết định bơm 24 tỷ đô la Mỹ để cứu ngân hàng SCB, cho thấy lãnh đạo Việt Nam thấy rõ về sự nguy hiểm cũng như cố gắng tránh một cuộc khủng hoảng tài chính mang tính dây chuyền. Bởi nếu không cứu ngân hàng SCB thì gian lãnh đạo cấp cao của đảng sẽ chết cả lũ. Chúng ta hãy chờ xem. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin xét xử vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2, Tổng bí thư Tô Lâm có thực hiện đúng cam kết hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Lời kêu gọi đổi mới không ngừng nghỉ của cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ngày 6 tháng 9, AFA Tiếng Việt cho hay, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kêu gọi lãnh đạo Việt Nam đổi mới chính trị. Theo đó, cựu Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Đình Bình đã gửi một tâm thư đến các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng và toàn thể đồng bào trong và ngoài nước góp ý với đảng Cộng sản Việt Nam về đổi mới chính trị vào đúng ngày Quốc Khánh 2 tháng 9. Và đây là hình bài trên AFA. AFA trích nội dung bức thư được đăng tải đầu tiên trên trang Facebook cùng tên. Theo đó, ông Nguyễn Đình Bình nhận định thể chế chính trị nước nhà đã thật sự khủng hoảng trầm trọng với những biểu hiện rõ ràng như sau. Càng ra sức đốt lò, ra sức chống tham nhũng tiêu cực, thì tham nhũng tiêu cực cũng như các quốc nạn khác càng lây lan, càng phát triển, càng hoành hành trầm trọng. Càng nỗ lực xây dựng và chỉnh đốn đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh, thì đảng, nhà nước càng hư hỏng nghiêm trọng. AFA dẫn đánh giá của nhà văn Hoàng Thụy Hưng cho rằng, nếu như năm 1986, lãnh đạo đảng buộc phải thực hiện đổi mới vì khủng hoảng kinh tế, người dân đói ăn, thiếu mặt, thì hiện nay đất nước đang rơi vào tình trạng khủng hoảng chính trị. Lần này là thay đổi về thể chế chính trị thì không phải chỉ về kinh tế như là lần trước. Cho nên là hy vọng với cái tình thế này thì những người sáng suốt trong lãnh đạo là phải có một cái quyết tâm để thay đổi, để cứu nguy cho đất nước và cũng là cứu nguy cho đảng thôi. AFA cũng cho biết trước đó ngày 4 tháng 8, ông Nguyễn Đình Bin đã gửi một tâm thư cho đích danh Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ông khẳng định tình hình hiện nay là rất cấp thiết và đã đến lúc tân Tổng bí thư Tô Lâm cùng với lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam cần đổi mới tư duy chính trị nhằm xây dựng một nhà nước pháp quyền thật sự. Và đây là hình của Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Đình Bin. Theo ông Bin, đổi mới chính trị giúp đảng trở nên trong sạch, vững mạnh và đưa đất nước phát triển, hòa nhập với thế giới và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. AFA dẫn ý kiến của nhà văn Hoàng Thụy Hưng đồng ý với ông Bin khi cho rằng chính cái thể chế đã sinh ra nạn tham nhũng lan tràn trong hàng chục năm qua. Khủng hoảng của đất nước hiện giờ mà có thể hiện rõ nhất qua sự thất bại trong các công cuộc chống tham nhũng dai dẳng trong suốt bao nhiêu năm bởi nỗ lực của ông cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhưng mà không có kết quả. Ông Bin còn cho rằng việc đảng vẫn kiên trì với mô hình quản lý đất nước theo quan điểm của chủ nghĩa Mark Lenin, đã cản trở dân tộc Việt Nam thực hiện hòa giải, hòa hợp, đoàn kết thành một khối thống nhất. Do đó, ông cũng đề nghị Trung ương Đảng ra tuyên bố đặc biệt về hòa giải và hòa hợp dân tộc theo tinh thần khép lại quá khứ đau thương, tất cả vì tương lai tươi sáng của đất nước, của dân tộc. AFA đặt vấn đề, những kiến nghị trên đã được ông Nguyễn Đình Binh nêu ra với tổng trọng từ năm 2020 nhưng không được thực hiện. Hiện giờ với sự thay đổi lớn trong dàn lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam, liệu họ có lắng nghe, tiếp thu và thực hiện theo những đề xuất trong tâm thư này hay không? Và đây là hình Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo nhà văn Hoàng Thụy Hưng, thực hiện điều này không dễ bởi Việt Nam đang bị kẹt giữa nhiều thế lực giữa tranh chấp Mỹ và Trung cùng với các cuộc chiến tranh đang diễn ra trên thế giới. AFA cũng dẫn nhận xét của tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ cho rằng ông Tô Lâm gần đây đã bổ nhiệm nhân sự hầu hết là người xuất thân từ ngành công an. Họ không có kinh nghiệm điều hành đất nước về kinh tế cũng như đối ngoại. Do đó, ông Tô Lâm sắp tới chỉ cố gắng duy trì một các xã hội đang đi vào khủng hoảng. Họ cố gắng duy trì không để xảy ra nổi loạn, chứ ông không có một cái giải pháp nào để giải quyết các vấn đề. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin lời kêu gọi đổi mới không ngừng nghỉ của cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.